Và thưa quý vị, đây là giờ phút mà quý vị đang trông đợi phần trình diễn trở lại của hai tiếng hát và là đôi song ca nâng danh. Ai có biết không? Y Lam và Vũ Thanh. Xin mời mời ra sân khấu. Đây là phía bên ngoài. Trèo lên trèo xuống, nó có cái điều hay mà chúng tôi đứng cạnh nhau thế mà hát cái bản này nó nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Thì thưa quý vị, một bản nhạc tôi cũng chả nhớ đấy, mà chỉ nhớ cái tựa đề là trèo lên rồi trèo xuống mà nó rất là hay. Biết anh nhớ được cái tựa không? À, Nụ phải không? Đúng rồi, thưa quý vị, Nụ Tầm Xuân của nhạc sĩ Phạm Dinh. Nhưng mà hôm nay tôi xin được mạn phép để được thế cái phần này để anh thích trèo lên. Dạ vâng, tại vì cái phần của ca sĩ Thái Thanh toàn là trèo lên thôi. Ý là phải là trèo xuống để chúng tôi giao duyên với nhau. Bản này, hy vọng bản này là chúng ta làm được trọn vẹn và đủ tầm xuân. Một lần nữa, bài quý vị như thế. Thank you.
quỳnh giữa